Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể chuyển mưa, mưa rào và rông rải rác. Riêng Trung Du và vùng núi Bắc Bộ Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Theo trung tâm dự báo, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu 5 đến 6 độ, trời chuyển rét. Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 13, 14 tháng 3, nhiệt độ thấp nhất xuống 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh khoảng ngày 13-14 tháng 3, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước khi đó không khí lạnh mạnh trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều chiều trời nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm ngày 7 tháng 3 và sáng ngày 8 tháng 3, trời có mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới đây duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, chỉ số tiêu UV cực đại dự báo ở mức gây hại cao cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, ở đảo Phú Quý có lúc gió giật cấp 7. Ngày và đêm ngày 8 tháng 3, vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3,5 m biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Chi tiết thời tiết Hà Nội 4 ngày tới từ ngày 8 đến 11 tháng 3. Thứ tư ngày 8 tháng 3 trời nhiều mây, sương mù giải rác đêm và sáng sớm trời rét, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động 18 đến 25 độ. Thứ năm ngày 9 tháng 3 trời nhiều mây không mưa, đêm và sáng trời rét, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động 19 đến 29 độ. Thứ sáu ngày 10 tháng 3 trời nhiều mây không mưa, đêm và sáng trời rét, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động 20 đến 31 độ. Thứ bảy, 11 tháng 3, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ giao động từ 20 đến 26 độ.